Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đi qua địa bàn huyện Văn Giang với tổng diện tích đất thu hồi là trên 152 ha. Đến thời điểm hiện tại, các địa phương trên địa bàn huyện đã cơ bản hoàn thành kế hoạch bàn giao diện tích đất nông nghiệp. Hiện huyện đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh việc rà soát, xác định nguồn gốc đất đối với các diện tích đất cần bàn giao còn lại, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, tạo sự đồng thuận trong việc giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, ghi nhận tại xã Mễ Sở. Nhà thờ giáo họ Hoàng Trạch với diện tích khoảng 500 m2 hiện đang là nơi sinh hoạt tôn giáo của gần 300 giáo dân của thôn Hoàng Trạch, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang. Sau khi biết thông tin nhà thờ nằm trong diện tích đất cần bàn giao để phục vụ giải phóng mặt bằng đường vành đai 4, nhận thức được tầm quan trọng của dự án, ông Hà là chùm trưởng giáo họ cùng đông đảo bà con giáo dân trong thôn đều ủng hộ nhất trí cao với chủ trương giải phóng mặt bằng của nhà nước. Đường vành đai 4 này là đường huyết mạch giao thông của quốc gia, rất là quan trọng cho cả một đất nước chứ không phải vì một địa phương nào cả. Bà con chúng tôi 100% là ủng hộ, quyết tâm và sẵn sàng về cái việc di chuyển. Rất ủng hộ chủ trương của nhà nước, chính phủ. Đề nghị là chính quyền các cấp sớm phê duyệt cho chúng tôi đến cái chỗ sinh hoạt mới. Ông Thái là trưởng họ của năm đời họ Vũ Văn, có trách nhiệm hương khói với gần 100 phần mộ của ông cha đã được xây dựng khang trang nằm tại nghĩa trang Đồng Dâu, thôn Hoàng Trạch. Tới đây cũng nằm trong diện di rời để phục vụ dự án. Được lãnh đạo xã, thôn cũng như hội đoàn thể thường xuyên tuyên truyền về chủ trương thực hiện dự án của nhà nước, ông cùng các gia đình trong dòng họ cũng đều đồng tình nhất trí di rời phần mộ của dòng họ tới nơi ở mới. Không phải riêng dòng họ chúng tôi trong làng đâu mà tất cả các dòng họ mà có các ngôi mộ ở đây được di chuyển đi thì đều phấn khởi cả. Đưa các cụ về nơi nghỉ mới thì là khang trang đẹp đẽ hơn. Các ban ngành đoàn thể tập trung để tuyên truyền vận động bà con để thực hiện đúng với chủ trương đường lối của nhà nước xây dựng đường vành đai 4. Xã Mễ Sở có tổng diện tích cần bàn giao cho dự án đường vành đai 4 là khoảng trên 345.000 m2, trong đó diện tích đất nông nghiệp là trên 155.000 m2. Diện tích đất nghĩa trang, đất tôn giáo cần bàn giao là khoảng trên 11.000 m2. Hiện xã đang đẩy mạnh việc rà soát, xác định nguồn gốc đất đối với các diện tích đất cần bàn giao còn lại, đồng thời chính các cấp phương án khu tái định cư để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Diện tích đất nông nghiệp thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ đền bù thì cơ bản theo cái sự chỉ đạo là đến giờ phút này là đã hoàn thành. Đất thổ cư thì chúng tôi cũng đang trong cái giai đoạn rà soát xác định nguồn gốc đất